ở trong đây có người nào chưa có nick TikTok không? Mà chắc có gọi là nhiều ha. Kể nghe vụ này ly kỳ lắm. Trời ơi, cái nick TikTok của tôi nó giống như con ma vậy đó. Không phải nick khế thúi nha. Khế thúi là cái dạng nick mèo bị đì nhiều nhất TikTok. Một ngày tôi đăng 5 video là nó quýnh tôi hết 4 video rồi. Cảnh báo cộng đồng á. Nhưng mà nó vẫn không chết. Cái nick khế thúi tôi nó bất tử. Tức là nó flop, nó làm đủ thứ hết trơn mà vẫn không chết nha. Còn cái vụ tôi kể với mọi người là một cái nick khác. Tôi tạo rất là nhiều nick ha. Nick nồi dẻ đi phượt là cái địa chỉ Gmail tôi không nhớ, tôi đăng nhập vô. Tại thường mọi người tạo nick là nó sẽ kêu là nhập cái địa chỉ Gmail kiểu như là xác minh danh tính á, tôi không có nhập nha. Thế nhưng bữa đó cái điện thoại tôi nó hiện lên, nó hỏi tôi gì á, hỏi bạn có đồng ý, nó chỉ hỏi bạn có đồng ý hay không thôi. Tại vì tôi làm video nhiều tôi không có đọc chữ nhiều, tôi thấy TikTok nó hiện vậy thì mình bấm đại ok ok thôi, bấm ok vô. Lúc đó mình đang đăng nhập vô cái nick nồi dẻ đi phượt. Rồi bữa nay nè, là tôi mới nói với cộng đồng ở bên nick khế thúi á, là mọi người mà thấy bên khế thúi không có đăng thì mọi người đi qua nồi dẻ đi phượt. Rồi tôi mới vô cái nick đó tôi kiểm tra, thì tôi thấy có một cái Gmail khác hiện trong nick của tôi. Thấy ghê không? Tại sao TikTok nó hiện cái gì lên á, tôi nhớ nó hiện nó hỏi tôi gì á, tôi chỉ bấm ok thôi. Là cái Gmail nó hiện trong cái nick của tôi. Là tôi có thay đổi mật khẩu hay tôi có xác minh cái gì thì phải gửi qua cái Gmail đó. Và cái người sở hữu Gmail đó lấy nick tôi được á. Cái tôi suy nghĩ có khi nào mình đặt cái Gmail nào lạ lạ mình không nhớ không? Cái chữ nó rất là lạ nha, chữ B cuối. Không, tôi không có Gmail nào đó hết trơn á. Cái tôi thử tôi quên mật khẩu. Thì nó báo là quên mật khẩu hay thay đổi mật khẩu cũng phải thông qua cái Gmail đó rồi xong. Coi như cái nick tôi mất. Là cái nick tôi tăng điều hướng cộng đồng đi sang nick đó. Tại vì cái nick khế thúi tôi là nó bị đì rất là nặng rồi. Thấy ghê không? Trời ơi, tôi làm biết bao nhiêu video điều hướng mọi người qua nick nồi dẻ đi phượt. Mà giờ cái nick đó bị một cái Gmail khác đăng nhập. Là họ có quyền quản nick mình luôn. Rồi tôi mới lên mạng tôi kiếm tìm cách lấy lại. Thì cũng có người chỉ nha. Đăng nhập số điện thoại. Cũng hên là chưa đăng nhập số điện thoại. Mình ấn vô số điện thoại rồi mình xác minh hai bước á. Mình bỏ Gmail thì tôi lấy lại được. Mình gõ gàng cái điện thoại của mình giữ không ai gỡ cho được. Thí dụ người ta có gỡ thì người ta cũng đâu có biết cái Gmail của mình mà đã đăng nhập. Mà tại sao chính TikTok gửi cho tôi? Gửi là bạn có đồng ý không? Có thể nó hỏi là đây có phải Gmail của bạn hay không. Bấm vô một cái là nó nhập cái Gmail nó qua bên đó. Là coi như cái nick nồi dẻ đi phượt của tôi là thuộc người khác sở hữu. Nếu mà tôi quên hẳn luôn, tôi bỏ cỡ 1-2 tháng tôi không kiểm tra chắc cái nick tôi mất tiêu. Mà trong khi mình điều hướng cộng đồng sang bên đó. Trong đây ai bị trường hợp giống tôi không? Tự nhiên nick TikTok của mình có một cái Gmail khác quản lý. Thì mọi người cứ bình tĩnh, mình lấy lại được. Mình chỉ cần đăng nhập cái số điện thoại của mình vô. Rồi mình để xác minh hai bước mà mình đừng có chọn cái Gmail đó thì nó sẽ gửi cái mật khẩu qua. Mình đổi cái Gmail khác được. Đổi được nha. Coi như bữa nay là hên đó. Mà chính vì vậy toàn là làm video cấp không à. Cấp là mấy cái mà tôn ngộ không, mấy cái biến quá này nọ đó, cho nó nhanh. Trời ơi, lo tập trung lấy cái nick lại. Không hiểu luôn. Ở trong đây không biết có người nào giống tôi không ha. Nếu mà thấy cái cảnh giống tôi thì cái việc đăng nhập số điện thoại nha, lấy lại dễ. Được. Chứ không phải lấy không được đâu. Lên vô trước coi cách người ta chỉ. Mà trong cái đó có comment nhiều người nói bị giống tôi rất là nhiều. Mà họ không có biết cách đăng nhập số điện thoại rồi họ bỏ cái nick luôn. Nhiều người quản quá họ quỷ bỏ cái nick luôn. Tại vì sợ nick của mình đang đông đó, rồi đứa khác nó lấy. Rồi nó mạo danh mình, nó làm chuyện bậy bạ. Hay là nó quảng cáo những cái độc hại cho người ta này nọ. Mình, danh tiếng của mình. Thấy ghê thiệt chứ. Thì tôi đã đăng nhập vô cái nồi dẻ đi phượt xong rồi đó. Thì từ từ nick khế thúi sẽ chuyển sang đó. Nhưng mà TikTok nó ngộ lắm nha. Tôi cho con dẻ ngồi trên xe hơi đi chơi. Nó đánh. Nó nói là bạo hành động vật. Mà sao mấy con chó ngồi trên xe nó không đánh mà con mèo ngồi nó lại đánh? Chắc là nó ít thấy mấy con mèo tan ngồi trên xe hay sao? Khó hiểu. Thì thường con mèo nó ngồi trên xe thì phải có ba lô hay là vali đựng nó. Còn con dẻ nó ngồi tỉnh bơ trên xe à, mà cửa kính đóng lại hết trơn. Thì nó vẫn cho là bạo hành động vật. Đăng bao nhiêu video của con dẻ ngồi xe hơi là nó đánh hết bấy nhiêu video. Vậy là nó đâu có văn minh lắm đâu ta. Thì đó, mọi người chơi TikTok thì nhớ đăng nhập Gmail xác minh nha. Như tôi nghĩ đơn giản, ở cái nick này mình tạo của mình, người ai mà lấy được. Mà không ngờ, tôi không hiểu sao TikTok nó gửi cái gì tôi hay là không biết hacker nó làm sao. Hỏi là bạn có đồng ý gì không mà chỉ cần bấm ok một cái thôi là cái nick khác nó quản cái Gmail khác quản nick của mình liền. Ai đã bị trường hợp giống tôi để lại comment nha. Giống như con ma vậy đó. Ở còn này nữa mà tôi hên ở chỗ nào là giờ khuya. Khuya tôi mới lấy lại cái nick của tôi. Chứ gặp mà giờ ban ngày cái người sở hữu Gmail đó đang hoạt động đi thì mình đâu có biết đâu. Mình muốn đổi mật khẩu này nọ là nó sẽ gửi thông báo cái mã code qua cái người bên kia. Họ mà thấy được họ đăng nhập vô cái nick của tôi, họ đổi mật khẩu một cái tôi khỏi đăng nhập luôn. Rồi cũng hên là cái giờ làm việc của tôi là ngay cái giờ link đó. Cho nên người nào bị người ta ăn cắp nick mà muốn lấy lại cái nick thì đừng có đổi mật khẩu, đừng có gì hết trơn á. Kiếm ngay cái khúc số điện thoại, nhập cái số điện thoại của mình vô. Rồi vô chỗ xác minh hai bước, bỏ cái Gmail, chỉ chọn xác minh cái điện thoại thôi. Rồi sau đó đổi mail nha. Chứ mình không biết mình vô cái Gmail là mình nói mình quên mật khẩu này nọ. Nó gửi qua, ngay lúc thằng chủ Gmail nó đang thức.
à, nó biết ha, mình đang sở hữu cái nick của nó rồi, nó đổi một cái là khỏi lấy gì nó về luôn á. Coi như mình cũng còn chút xíu gì đó hên, chứ không thôi tôi lại mất công lên mạng để kêu mọi người điều hướng qua nick khác. Mình đã điều hướng mọi người làm theo mình rồi mà điều hướng nữa, rất là làm phiền cộng đồng mạng. Thật ra có nhiều cái quảng cáo tôi không có nhận, ví dụ như quảng cáo game nè, tiền ảo nè. Thú thật hồi đó tôi có thử chơi tiền ảo, thì mình chưa có chơi, mình chơi cho biết nó không có tốt. Mình chơi rồi mới biết nó không tốt. Thì mình có tham gia chơi ít ít thôi, mình cảm thấy chơi cái này kiểu như nó bị ghiền, nên từ đó tôi không có chơi, tôi không có nói tới nữa. Rồi đầu tư này nọ thì mình cũng có tham gia, có chơi hết, nhưng mà hầu như là không ổn. Thì bây giờ người ta hay rủ ghê tham gia đầu tư chứng khoán, tiền ảo này nọ đồ. Nhiều người mời tôi quảng cáo, từ chối hết tại vì mình đã trải qua rồi, phải thử mới biết chứ. Rồi nhiều quảng cáo cái game, rồi quảng cáo thức ăn, thức uống này nọ, tôi từ chối rất là nhiều. Rồi cũng có nhiều kênh động vật giống kênh tôi, họ nhận quảng cáo, trong khi tôi không có nhận. Họ cứ lầm lẫn, ở kênh này là kênh khế thúi này nọ, thì tôi cũng đính chính là tôi không phải kênh đó, để cho họ xác thật là mình, nói chung mình cũng không có muốn lu bu á, đâu đó rõ ràng. Rồi tự nhiên cái dính cái nick này, nó lấy được một cái ha, rồi nó lên nó quảng cáo, nó kêu mọi người làm cái này cái kia, báo nữa. Cái mình lo là vậy thôi, còn cái nick thì mình coi như đồ chơi đó, mình sợ nó lấy danh nghĩa của mình nó làm bậy thôi, rất là nguy hiểm. Rồi sẵn chúng cộng dây nói rồi, kể nghe vụ này luôn. Có nhiều show, à không, nhiều cái game mời tôi quảng cáo, là nói là bạn muốn bao nhiêu tiền cũng được. Rồi nói nó hay lắm nha, ví dụ mình kêu số tiền lớn cho nó chạy quá. Thế là quảng cáo game, thì tôi nói game mang tính chất gì, có bài bạc gì không? Nó không, không có bài bạc gì đâu. Mà khi tôi coi á, là cái game đó là game một quả nha, mà khi chơi bắt nạp tiền vô, nói chung là liên quan tới tiền, đều hướng cộng đồng chơi game nạp tiền vô, rồi từ chối luôn. Và cái game thứ hai là cái loại tử vi coi bói gì thần số học ở nó dạng đó đó, thì kêu quả quảng cáo. Chứ mình cũng tò mò, mình coi hỏi ủa cái này có kêu người ta nạp tiền gì không, nó thì cũng có quảng cáo lên VIP này nọ, rồi từ chối luôn. Nói chung bây giờ tôi thấy bất ổn quá. Thì lâu lâu tôi có nhận những cái quảng cáo như là 3T, cát mèo, mấy cái mà tôi cảm thấy thôi nha, mình mà chưa chắc tôi đúng, cảm thấy nó ít độc hại. Thì hồi xưa mình cũng lầm lẫn, mình đều hướng cộng đồng chơi cái này chơi cái kia, là lúc đó mình không có nổi tiếng, dạng như mình chơi, mình rủ bạn bè chơi chung đó. Mà tôi cảm thấy điều hướng vậy cũng ảnh hưởng người khác, mình tỉnh táo, mình biết cái đó không nên chơi tiếp, và không có được ghiền. Mà nhiều người khác không có giống mình, coi như cũng hại người ta dữ lắm, nên tôi rất là ít khi nhận quảng cáo bừa bãi, thẳng ra là vậy đó. Mà nhiều cái nhận quảng cáo cái giá rất là rẻ, mà những cái món đó không có độc hại, là kiểu như là người bình thường mình mua về review thôi. Nói chung là mình đã từng gặp cảnh này cảnh kia rồi, cho nên mình rất là hạn chế. Thì cái nick này mà mất làm thì tôi phải lên mạng tôi đính chính rất là nhiều. Nhiều khi tôi cứ đính chính là kênh tôi không phải kênh này kênh kia, lộn này lộn kia, là không phải tôi khó mà là tôi muốn xác nhận. Tại vì nhiều người họ nổi tiếng, họ đông thì họ nhận quảng cáo, nhưng mà mình không muốn họ lẫn với mình, vậy thôi. Rồi up video nha.